Chắc cũng phải 2-3 tuần gì đó. Sau rất là nhiều sự cố gắng, phải đúng là cố gắng luôn đó. Rồi có cả lo sợ nữa. Rồi mình cảm thấy mình cái này mình chia sẻ kiểu đàn ông như không sao cả anh Thuận. Kiểu là chưa có gì hết, đúng không chị? Cho nên là nó rất là khó. Khó lắm. Cái về hỏi mẹ, rồi hỏi bạn, rồi hỏi những người đi trước. Ủa làm sao? Em phải hỏi ba chứ sao hỏi mẹ. Em cũng biết tại sao không có hình bóng của ba trong cái câu chuyện này. Chỉ có hỏi mẹ luôn, mẹ cũng bó tay, hỏi ba. Còn bạn này mới hỏi mẹ nè. Rồi hỏi chuyên gia nữa. Bà trong đó em cũng thấy sao mình dở quá vậy? Cái này gì nó do mình không? Thí dụ như mình ao ao cái là được rồi. Nhưng mình sợ chỉ đau. Tức là mình cứ không có cứ sao quân. Sao quân hoài thôi, là cuối cùng cũng ráng và cũng được 3 tuần gần tháng sao. Em lo lên kế hoạch để em được hưởng tuần trăng mật. Tức là trong 3 tuần trăng để chuẩn bị lên kế hoạch đó anh thì không được. Nhưng mà trước khi đi là cũng được rồi. Rồi xong mày đi á cái đó là dính luôn. Dính bầu luôn, Một lần duy nhất mà từ đó là chỉ vậy là coi như là từ lúc cưới cho tới lúc đẻ mà đẻ con xong là phải kiêng nữa. Coi như tổng cộng 2 lần. Trời. Lời đầu tiên thì xin phép được chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Đàn thì mình sẽ có hát nữa, tại vì em đàn không có hay, em hát thì cũng không có hay, nhưng mà hai cái đó hợp lại thì nó đỡ dở hơn. Nó đỡ thì, hơn. Dạ. Nhưng mà cái đối tượng mà em phục vụ chính là ai nè? Dạ, bà xã. Đó. Dạ. Em rõ ràng để chi biết không, đến lúc em đờn là em được quyền nhìn thẳng vô mắt bà xã. Thật ra thì khi mà đàn thì em cũng không có cần nhìn đâu, tại vì cái bài hát mà em viết á thì cũng là viết về bà xã. Trong lúc em lên dây đó, chuẩn bị đó thì bây giờ mời em, bây giờ em giới thiệu em một chút, vừa xong một cái là tiếng đàn cất lên liền. Đúng rồi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và tất cả những quý khán giả xem chương trình này ạ. Em tên là Nguyễn Vũ Ngọc Châu, thì em đang làm CMO là chuyên môn cho văn phòng đại diện của Viện Tế bào gốc ESL Bio. Chào mừng em. Dạ, hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh, em tên là Nguyễn Thái Dương. Thì các bạn học trò của em hay biết là em hay dùng âm nhạc để mà đưa vô bài học để mà dạy. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ không có dùng âm nhạc để đưa vô bài học, mà mình chỉ nói về tình yêu, tình yêu gia đình thôi. Là Dương nhiêu tuổi rồi cưng? Hôm nay em ngót nghét 30 rồi. Ngót nghét 30 rồi. Dạ, quá. Sáng 5.000 xôi, chiều 3.000 trà đá. Còn Châu thì sao? Châu. Em ngót nghét bằng Dương. 29. Thôi bây giờ em đàn một bài để cho anh chị ké. Ké, đúng rồi. Dạ, nghe ké cái coi. Dạ vâng, em rất là hân hạnh. Thì cái bài này nó tên là cái bài Tự Nhiên. Tự nhiên hai người chẳng quen biết nhau mà có thể trò chuyện suốt đêm thâu. Tự nhiên hai người nào thân thích đâu mà trái tim chung nhịp cầu. Tự nhiên hai người từ hai xứ sở chẳng biết sao lại gặp gỡ. Tự nhiên hai người hai quê xa lạ giờ sống chung một nhà. Lạ thật đấy tự nhiên mình gặp nhau. Ô lạ thay tự nhiên ta tâm đầu. Ô ngộ ghê, tự nhiên mình chung lối suốt đường đời. Tự nhiên mình thành đôi. Tự nhiên hai người từ đâu khiến xuôi lại chia ngọt sẽ bùi. Một khi có người sầu lo chẳng vui, người kia cùng với nụ cười. Tự nhiên bên đời anh đây có thêm người thân ấy là chính em. Tự nhiên trong nhà anh ấy có thêm người anh sớm về mỗi đêm. Lạ thật đấy tự nhiên mình gặp nhau. Ô lạ thay tự nhiên ta tâm đầu. Ô ngộ ghê tự nhiên mình chung lối suốt đường đời. Tự nhiên mình thành đôi.
Cái bài hát anh hay quá em ơi. Dạ rất hân hạnh. Dễ thương ha, bài rất là dễ thương. Anh rất muốn biết hai vợ chồng em lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Dạ, vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là em đại diện cho lớp em và chồng em đại diện cho lớp chồng em làm MC trong trong cái chương trình gọi là truyền thống khoa về sinh học. Tụi em cùng trường, cùng khoa, chỉ khác lớp thôi ạ. Chắc là em gặp cô này là chắc là không bình thường nào đúng không? Cũng không có bình thường. Trước khi mà lên sân khấu làm MC á, là em thế cho một người bạn. Chắc vợ em không dám nói đó chứ. Vợ em về kể lại, trời, lần đầu tiên gặp anh á, em thấy cái gì đó nó dơ dơ. Tại ngày xưa sinh viên tự nhiên mà. Cái này chắc cũng xin lỗi các bạn tự nhiên, chứ thực ra mà nói mình là cũng là người tự nhiên. Thì mình thấy sinh viên tự nhiên nó tự nhiên quá. Không có chú ý về cái cách ăn mặc, đầu tóc, không có chú ý gì hết trơn. Ngày xưa tóc em nghệ sĩ để cái mái mà nó che hết nguyên khuôn mặt mà mồ hôi mồ kê mình, đúng là dơ, đúng là dơ, dơ là đó thì, giờ thì móc cũng cũ cũ. Dạ đúng rồi, nhìn nó dơ lắm. Còn em thì nhìn bà xã thấy trời sao gì mà chỉnh chu gọn gàng quá. Em thấy lần đầu tiên ở trong trường khoa học tự nhiên mà có một nữ sinh viên mặc đồ bó vô quần. Thời của em cách đây 10 năm không có ai vậy hết. Em gặp bạn này cái là em thích bạn liền không? Dạ không. Nó không phải là đùng một cái mà mình thấy là nó bất bình thường, mà nó sẽ trải qua nhiều cái sự phát hiện nhỏ. Đã. Thì cái phát hiện đầu tiên thảo luận về cách mặc đồ của cái chương trình. Nãy giờ Dương kể thì các anh chị cũng nghe là em là có bị bệnh là điệu bẩm sinh đó, nghĩa là em rất là điệu. Cho nên nó là sẽ được ấn tượng với Dương là vì em điệu hơn các bạn. Chương trình người ta có 3 tiếng mà tụi em thống nhất là mặc 3 bộ đồ. Ban đầu Dương đề nghị thì rất là mắc cỡ, sợ em không chịu, nhưng mà em nghe 3 bộ đồ em mừng quá, tại vì mình được điệu. Dạ đúng rồi. Thích quá, cho nên đó là cái đầu tiên mình hợp ý nhau là mình rất là thích đẹp, mình rất là thích chỉnh chu. Vậy thì là bao nhiêu lâu sau cái lần mà tự nhiên đó thì tụi em có một cái cuộc gặp gỡ riêng để mà chính thức giống như mình để ý nhau á? Thì có một lần em nhắn tin với Dương là em đi làm về tối, thì Dương nói là sẽ đón em về. Cho nên đó là Dương chở em về thì hai đứa ngồi ngoài lề đường ở gần cái khu em ở. Thì đó lần đầu tiên gọi là ngoài công việc và ngoài cái việc đi học thì gặp nhau bên ngoài. Lúc đó là có tỏ tình luôn không Dương? Chưa anh, chưa. Cái ngày tỏ tình đặc biệt lắm. Cái ngày em chính thức tỏ tình là ngày Noel. Ngày Noel năm rồi, ngày anh vừa rồi chính là kỷ niệm 9 năm. Ủa? Ngày quen nhau. Wow. 9 năm. Dạ. 9 năm luôn. 9 năm quen nhau. Rồi, tới giờ nè, tỏ tình có gì đặc biệt không nè? Em thức đêm thức hôm làm quà handmade rồi tặng bạn mấy con bò sữa bằng giấy. Lúc cảm nhận của em sao, nói tại sao không tặng là con chim sơn ca? Đúng rồi đó. Hay là xếp con gì đó mà xếp ngay con bò. Dương là mối tình đầu của em mà, cho nên lúc đó có người có tỏ tình với mình là mừng quá rồi, cho nên không quan tâm đến quà là gì luôn. Không để ý trâu hay bò hay là ngựa hay là cái gì luôn. Nói chung là mình nhận trong lòng rồi nhưng mình không nói ra. Không nói thành lời luôn. Dạ. Coi như là chấp nhận, em cũng hiểu là bạn này đồng ý thôi. Dạ đúng, nhận qua mà chị. Như là ngày xưa không có nắm tay nhưng mà có hôn gió được không? Dạ có. Hôn gió hả? Dạ. Trời đất, có hôn gió bà nội ơi. Vậy hả? Hay là vậy hả? Trời ơi là trời. Rồi cái nấc thứ nhì là bao lâu thì em mới được nắm tay, rồi em mới được đặt cái luôn. Đặt cái bờ môi của em lên gò má của chị. Chắc cũng phải cả tiếng sau. Lâu quá chị tưởng nó nói là tháng sau hay năm sau. Mình cũng nghĩ vậy luôn á. Dạ, hôn tóc. Hai tháng sau. Hai tháng sau là mấy hôn môi. Hôn má thì em chồng không... em là hay quên á. Hai tháng sau là hôn má, sáu tháng sau mới hôn môi. Rồi đó. Nhưng mà là có lúc nào mà giận hờn nhau đến độ phải đứt đoạn không? Dạ, giận một lần. Em cũng không nhớ lý do tại sao, nhưng mà cũng giận nhau một tuần. Cũng cảm thấy là buồn, là tổn thương lắm. Nhưng mà cũng do là tụi em quen nhau từ ban đầu là lý trí đi trước tình cảm. Thành thử ra là suy đi nghĩ lại thì cũng không có ai hợp với mình bằng người này. Rồi bên này họ cũng nghĩ vậy. Cho nên nó là ráng lắm mới được một tuần, giận nhau mới được một tuần. Rồi xong đó là ở quê luôn. Dạ. Và êm đềm cho tới ngày cưới luôn. Rồi, vậy là hai đứa giữ gìn với nhau cho tới ngày lấy, ngày làm đám cưới luôn. Dạ, dạ. Đúng rồi. Như vậy là trước đó là cũng không sống thử, không gì hết luôn. Tụi em làm ăn chung, rồi chung rất là nhiều cái về tiền bạc tất cả mọi thứ. Nhưng mà chỉ là giữ gìn cái chuyện quan hệ thôi. Em ơi, cái đêm tân hôn vui không em? Dạ không. Sao vui dữ? Chú làm cái chương trình này bao nhiêu năm rồi là chú phải hiểu là cái kiểu giữ gìn đó là đêm tân hôn là chớt quớt. Dạ chớt quớt. Là do ông xỉn. Thì hai đứa tỉnh quá nên chớt quớt. Chắc cũng phải 2-3 tuần gì đó. Sau rất là nhiều sự cố gắng. Và đúng là cố gắng luôn đó. Rồi có cả lo sợ nữa. Rồi mình cảm thấy mình
cái này mình chia sẻ kiểu kiểu đàn ông như không sao cả anh Thuận đó, kiểu là chưa có gì hết, đúng không chị? Cho nên là nó rất là khó, khó lắm. Khi về hỏi mẹ, rồi hỏi bạn, rồi hỏi những người đi trước, ủa làm sao? Xí. Em phải hỏi ba chứ sao hỏi mẹ? Ê, em cũng biết tại sao không có hình bóng của ba trong cái câu chuyện này. Chỉ có mẹ hỏi mẹ thôi. Mẹ cũng bó tay, hỏi ba. Còn bạn này mới hỏi mẹ nè. Rồi hỏi chuyên gia nữa. Hỏi chuyên... Bà trong đó em cũng thấy sao mình dở quá vậy? Cái này gì đó do mình không? Thí dụ như mình ào ào cái là được rồi. Nhưng mình sợ. Mình sợ chỉ đau. Tức là mình cứ không có. Cứ sao quân. sao quân hoài. Thôi rồi cuối cùng cũng ráng. Và cũng được 3 tuần gần tháng sau. 3 tuần sau mới có đêm tân hôn. Dạ đúng. Đúng nghĩa. Trọn vẹn. Đúng nghĩa. Còn em sao, có về hỏi mẹ không? Dạ không. Em thì em cứ im lặng thôi. Nhưng mà rồi á, trong 3 tuần lễ mà sầu quần chưa đâu vô với đâu á, em có bị hoang mang lo sợ? Dạ không, em thì là tâm lý em lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan á, với lại là em lo đi chơi, em lo lên kế hoạch để em được hưởng tuần trăng mật. Tức là trong 3 tuần trăng để chuẩn bị lên kế hoạch á anh thì không được. Nhưng mà trước khi đi là cũng được rồi. Rồi xong mày đi á, cái đó là dính luôn. Dính bầu luôn. Một lần duy nhất, và từ đó là chỉ, vậy là coi như là từ lúc cưới cho tới lúc đẻ, mà đẻ con xong là phải kiêng nữa. Coi như tổng cộng 2 lần. Trời. Tụi em chỉ mới tân hôn đâu đó chừng 5 đổ lại đây. Mà con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 3 tuổi rồi anh. 3 tuổi dạ. Rồi. Dạ. Dễ thương quá. Rồi bây giờ chúng ta đến với cái phần là... rất là hấp dẫn nha. Nãy giờ anh thấy chồng em á nhẹ nhàng, điềm đạm, từ tốn, rất lịch thiệp vậy. Không biết anh ấy có nhiều tật xấu không ạ? Chồng em thì hay bề bộn, nghĩa là về là giày bỏ nơi, dớ bỏ nẻo. Cái bàn làm việc của chồng em á, mà nó sạch được quá 3 tiếng là em phải làm tiệc chúc mừng á, vì lên ngồi cái là nó tùm lum hết à. Có nghĩa là ông để ông quăng sách vở để. Dạ. Bừa bộn đúng không? Dạ đúng rồi, cái ba lô chồng em mà mở ra là coi như là giống như túi Doraemon, không thiếu cái gì hết. Nhưng mà em thì được cái là em thoải mái, cho nên đó là chồng em dậy thì em cũng thấy thoải mái. Ok luôn, không sao hết. Hai vợ em chồng em mà đi du lịch về là hai cái vali, là cái vali bỏ chỗ này, cái vali bỏ chỗ kia, rồi cứ lôi đồ ra mặc hết thì cất vali thôi chứ cũng không. Nhưng mà em có bừa bộn không? Dạ. Em có bừa bộn giống như ảnh không? Em thì em không bừa bộn như ảnh, nhưng mà em cũng không phải là người quá chi ly trong mọi thứ. Còn gì nữa nè? Còn thật xấu gì? Có giống Nobita không? Dạ, quên chồng em là sao? quên số 1 luôn, nhưng mà may quá em số độc đắc. Em quên giỏi hơn chồng em. Quên. Tiếp tục nè. Chồng em cọc, nhưng mà em có thuốc trị. Thật ra là chồng em cọc thì em giả ngu, giả ngơ, coi như không biết gì hết. Xong rồi lấy hồi là quên luôn, thế là xong. Quên là mới cọc luôn á. Thật sự luôn là kể tính tốt thì em kể rất là nhiều. Vậy em có mong muốn chồng em thay đổi gì không? Em thì em thấy như vậy là được rồi. Quá tốt. Dạ. Tới em đó Dương. Nói chung thì em cũng có một cái hội bạn thân, là cái nơi mà em hay chia sẻ những cái tật xấu của bà xã. Mấy bạn em cũng có bà xã hết, về kể với nhau thì mới phát hiện một điều, đó là cái tật xấu của mấy bà xã của mình thực ra nó ai cũng có. Y chang dạ. Luôn á. Cái đầu tiên là cái mà em cảm thấy khó chịu nhất, nó làm cho em nhiều cảm xúc tiêu cực nhất, đó là cái chuyện mà phủ nhận tất cả những cái gì mình đã làm. Cái này nói được không ta? Chồng đi làm về thì phải đưa tiền chợ. Đưa tiền chợ vậy. Nhưng mà mỗi lần mà giận lên chút xíu là anh không có lo gì được cho em hết trơn. Anh không có cho em cái đồng nào hết trơn á. Đó kiểu vậy. Là quên, nó bị tính hay quên. Cầm tiền xong mà không nhớ mình cầm tiền của ai luôn. Dạ đúng rồi. Xong cái đó mới đưa hồi chiều đó, bây giờ kể nữa. Có chút xíu vậy mà cũng kể nữa. Kể quá trời kể luôn. Đó kiểu vậy. Rồi một cái ha. Rồi cái thứ hai đó là cái này gọi là quy tắc con số 4, mà mãi tới bây giờ em mới học được, chứ ngày xưa đâu có biết. Cho nên là luôn luôn gặp rắc rối. Mỗi lần mà giận nhau ấy, bả nằm xoay vô tường, rồi em phải nói em ơi cho ôm cái nha, thôi đừng có đụng vô, thôi cho ôm cái đi mà, thôi đừng có đụng vô. Mình muốn ôm rồi đó, cái vợ mình mới nói không, cái này em nghiêm túc, tại vì bây giờ em mệt á, nếu mà anh cứ đụng vô người em như vậy nhiều á thì em sẽ không có ngủ được, cho nên là nếu mà anh muốn á thì nói chuyện sao bây giờ, không đụng vô em. Nghe nghiêm túc quá, em tưởng thiệt. Cái thế là em ngủ luôn. Cái sáng mai tại sao anh không ôm em? Cái em, ủa nó mới được đâu. Không được, anh phải nhớ quy tắc con số 4, phải năn nỉ 4 lần. Tới cái lần thứ 5 mà em vẫn như vậy thì mới là thật. Đó, thì đó là cái mà em học được. Thì cũng có như sao đó bớt cái... xuống 2 lần cho đỡ mà. Bớt xuống đi. Ta đi chợ ta còn trả giá mà. Chứ nhiều khi mình thoải mái quá cũng đâu có đường chị. Nhưng mà mình bây giờ phải làm nư chứ. Từ từ cái con số 4 nó lờn.
số 5, số 6 này kia là có nhiều cái chiêu trò khác nữa. Cái đó là cái thứ hai. Này lại có lần em mệt nữa nè. Có một ngày đẹp trời nọ, cái tự nhiên cái cảm thấy khó ăn khó ở, cảm thấy hay cáu gắt. Lúc đó mình biết là giận rồi, mình cảm nhận được. Cái mình hỏi em giận anh gì hả? Đâu có giận gì đâu. Sau mãi sau này mình mới biết là ồ, hình như đã lâu rồi mình không có chuyện ấy. Cái lúc đó là lúc mới cưới, cũng lo toan nhiều thứ lắm. Rồi mới dọn ra riêng, có rất là nhiều gánh nặng phải lo, mà đùng cái có bầu nữa. Cái mới, à trời ơi, thì ra là cái chuyện đó. Cho nên là mới khó nói đó, chứ sau đó hiểu rồi thì lâu lâu em cũng mạnh dạn. Mà bây giờ chủ yếu là em đòi nhiều hơn. Rồi bây giờ có mong muốn thay đổi điều gì? Dạ, thay đổi gì không? Muốn thôi. Chứ cũng hiểu là cái hoàn cảnh nó cũng khó. Tức là sáng sớm vợ nấu cơm, mình ăn cơm chung, vợ ở nhà chơi với con hết đi. Mình đi làm được rồi, còn vợ đi làm cho vui. Một ngày 4 tiếng thôi, một ngày 8 tiếng thôi. Đó, rồi còn lại thì mình lo hết. Thì cái đó là cái mong muốn của em. Nhiêu thôi. Chị thấy vậy nè, chị có cảm giác thôi là hình như tụi em còn có một cái gì đó nó vẫn còn giữ kẽ với nhau á. Mặc dù là mình đã quen nhau tới 5-6 năm rồi, mình ở với nhau 3 năm rưỡi rồi, nhưng mà hai vợ chồng vẫn còn một cái gì đó nó chưa phải là một. Nó vẫn còn cái sự giữ kẽ. Giữ kẽ với vợ, giữ kẽ với chồng và giữ kẽ với mọi người xung quanh. Đó, thì giữ kẽ với người xung quanh là ok, là cái điều đó là nên phải bắt buộc. Nhưng mà em biết không, vợ chồng nó có cái vui lắm. Khi mà em đã vượt qua được cái điều mà giữ kẽ với nhau á, thì chị nói thiệt với em là cho đến thời điểm đó thì cái mảnh ghép kia, cái nửa kia mới chính thức là một nửa của mình. Nó khớp á, nó vô cái ngàm nó khớp. Và tự nhiên mình cảm thấy rằng là tất cả những cái gì mà xấu xí nhất mà mình cần phải ém đi, mình cần phải gì cho mọi người đừng có thấy, là mình chỉ có xả được với chồng mình thôi. Và ngược lại, chồng chỉ có xả được với mình. Nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó sung sướng lắm. Không, cái đó chị nói nghiêm túc. Em cứ thử đi. Tại vì cái người mà đi với mình đến cuối cuộc đời là chồng, là vợ mình thôi, chứ cũng không có ai. Nếu mà mình thực sự là một nửa của nhau thì thành ra em thử cái cảm giác đó đi. Tức là tụi em đã rất nhiều những cảm xúc rồi, cái cảm giác rồi, bây giờ tụi em tận hưởng thêm một cái cảm giác đó nữa, là không giữ kẻ với nhau nữa. Đó là muốn là anh đó, ví dụ nha, đó, lâu lắm rồi đó. Ví dụ vậy, chị nói vậy, không cần phải nói xa nói gần, không cần phải tự hiểu. Em hiểu cái gì không? Không cần phải tự hiểu. Tại vì như vậy nè, những cái đó nó sẽ làm cái hưng phấn của chồng em nhiều hơn. Hoặc ngược lại nha. Tự nhiên ủa trời, bà rất cần đến mình, bà nghe là hiểu, bà rất là mê mình, bà rất là muốn mình, là tự nhiên cái hưng phấn nó nổi lên, đúng không? Đó, và ngược lại chồng cũng vậy. Đó thì chị góp ý vậy thôi. Em có vậy không? Có luôn. Không, có, bởi vì mấy hai đứa liên tiếp đó. Anh hy vọng là sau chuyện này về thì các em nếu như vẫn còn có cái gì mà chưa có thật sự là có thể tỏa ra hết, đó, bung xòe ra hết á, thì hy vọng sau chương trình về này hai vợ chồng sẽ không còn có một cái gì đó kẻ, không có gì cái gì đó giữ nữa hết. Nghe giữ nói hết nghe. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân, con tên là Lê Duy, con đang làm nhân viên văn phòng, năm nay con được 30 tuổi và con kết hôn được 2 năm rồi. Con xin chào cô Hồng Vân và chào chú Quốc Thuận. Con tên là Ngô Hoàng Nhật Anh, năm nay con 27 tuổi. Con thì đang kinh doanh về lĩnh vực spa và thẩm mỹ. Hai con lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào và có ấn tượng gì về nhau? Ngày xưa thì tụi con làm chung khách sạn với nhau, làm bên ngành nhà khách sạn. Con là vào sau, thì vợ con là làm trước. Trong đó, trong khách sạn là có bạn của con nữa. Bạn con là cũng là bạn của vợ con luôn. Cái ngày đầu tiên con đi làm á, cái trong cái bữa cơm á, vợ của con đi chung với bạn con xuống ăn cơm, thì con mới thấy cái người này lạ, nhìn thấy cũng cá tính, tóc ngắn nữa, người cũng mỏng mỉm, có da có thịt. Dạ đúng rồi, cái đó cũng là gu của con rất là thích. Nên là con cứ nhìn, con cũng không có xác định là thích hay là yêu gì lúc đó hết á. Xong rồi cô này mới nói sao cái bạn của chị ấy nhìn em hoài, em ghét quá. Tức là cổ nói là cái ông này cũng ông nhìn tôi hoài vậy. Dạ đúng rồi, kiểu như là soi mói tôi hoài. Tức là con không có ấn tượng tốt lắm về Lê Duy. Dạ thật sự là không thích luôn chứ không phải không tốt. Là cái anh này ảnh rất là kỳ cục, tại vì trong giờ cơm mình ăn á, ảnh cứ nhìn mình hoài, mà ảnh nhìn mình thật sự mình không biết là ảnh thích ảnh nhìn hay là ảnh soi mói ảnh nhìn, mình không biết, mà nhìn chăm chăm mà nhìn hoài luôn cô chú. Nhưng mà ăn không được. Dạ đúng rồi, nhìn mà mình cảm thấy mình rất là ngại luôn. Nói điên luôn miệng gì đó. Nhìn mà ví dụ mà ai nhìn mình á, mình nhìn lại người ta sẽ né cái ánh mắt không?
ông này ông vẫn nhìn luôn. Nhìn mà gọi là nhìn thò lỏ đó đúng không? Con đúng gu của bạn mà. Dạ. Thành ra là coi như là thuận mắt vừa mắt là cứ nhìn ăn cơm dạ. Ngon. Ê, nhưng mà lúc đó là con đã có người yêu chưa? Dạ, lúc đó con đang có bạn trai. Với lại anh này lúc đó anh ốm lắm. Thì cái gu của con không phải là ảnh, cái gu con là phải cao to, bạn vỡ con thích như vậy á. Mà anh này anh vừa ốm mà anh còn vừa nhìn mình nữa, đâm ra mình không thích ảnh luôn. Sau bao lâu thì hai đứa để ý nhau? Sau cái bữa đó thì hai đứa có làm việc chung với nhau rồi làm quen với nhau. Có một hôm thì vợ con có việc bận ở gần nhà con, cái con mới gợi ý vợ con là để ngày mai anh chở em đi làm, tại vì làm chung khách sạn. Đồng ý không? Dạ từ chối. Dạ từ chối. Nhưng mà con có biết là vợ con lúc đó là có bạn trai không? Dạ biết, chỉ như là mình ga lăng mình giúp đỡ thôi à, chứ mình cũng không phải là mình chở để mình cua hay gì hết á. Mình con chưa có không ý định gì hết á. Thôi đừng giới lòng, có âm thầm có thương thầm ta thì mới chịu vậy chứ, ở đâu ra rảnh đâu mà chở giùm rồi xong còn phải năn nỉ ha con ha. Con cứ nghĩ là chơi chung nhóm với nhau thôi. Anh muốn làm bạn, tại vì làm bạn. Vợ con cũng lúc cũng khó gần nên là con muốn kết bạn với nhau. Nhưng mà cuối cùng là con từ chối, không có leo lên xe đi. Dạ cuối cùng thì cũng đồng ý. Cũng đồng ý. Thì sáng hôm đó là con dậy sớm, con đến chở thì vợ con cảm ơn quá trời luôn, rất là bất ngờ, kiểu như là anh này anh có nghĩ là tốt, con tốt quá. Sau cái hôm đó là con có cái sự thay đổi dạ, tình cảm với bạn này gì đúng không? Dạ, đúng rồi, tức là sau khi mà nói chuyện với ảnh vài lần thì thấy anh này ảnh thật sự không có phải là cái người mà kỳ cục như vậy. Ảnh cũng rất là ga lăng, rất là dễ thương, hài hước nữa. Rồi đến khi nào con chia tay với bồ con? Dạ, cái lúc đó là con trục trặc tình cảm với lại bạn trai, xong rồi con mới chia tay với lại bạn trai con. Thì sau đó khoảng tầm 3 tháng là hai tụi con mới chính thức quen nhau. Thì trong 3 tháng đó là hai đứa tìm hiểu nhau. Lúc đó ảnh có nói với con là ảnh thương, ảnh thích con, nhưng mà ảnh không có nói ra, ảnh chỉ âm thầm làm bạn thôi. Từ lúc mà con chia tay bạn trai thì ảnh bắt đầu mới tấn công. Tức là sau cái thời điểm mà chở giùm một bữa đó thì bao lâu thì con chia tay bạn trai? Khoảng một tháng sau là con chia tay bạn như trai. Vậy là lâu dữ à, lâu. Tức là một tháng sau bạn này mới có cơ hội được gọi là thả thính. Dạ đúng rồi. Quá lâu. Lâu luôn á. Vậy là mình thừa thắng xông lên. Có lẽ là con là người chủ động để nhưng tỏ mà tình sau đó phải có cơ hội mới tỏ tình được chứ. Trong cái thời gian mà 3 tháng tìm hiểu nhau rồi đưa đi làm, qua chở đi chơi rồi kiểu như là vợ con cũng thích mình rồi đó, cứ hỏi con là sao anh chưa tỏ tình em nữa, sao anh chưa tỏ tình em nữa, sao lâu quá vậy, cứ bắt em đợi hoài. Nó không quen. Có chịu quen. Ủa nhưng mà là ổng không có nói gì trơn hả Nhật Anh? Ổng cũng thính vậy lắm, ổng cứ anh nghĩ là anh không có cơ hội luôn rồi, giống như em là người duy nhất vậy đó, cứ nói vậy không à, không chịu tỏ tình. Thì con là đâu có chịu quen đâu, phải tỏ tình rõ ràng, đâu ra đó thì mình bắt đầu mình chính thức mình quen nhau. Và con không có gợi ý mà con nói thẳng luôn. Dạ đúng, đúng rồi không? Thì con nói ủa sao lâu vậy, anh không chịu tỏ tình với em gì hết, em đợi lâu lắm rồi nha. Và con tỏ tình ở đâu? Ở Phan Thiết La Ghi. Đi chơi riêng. Dạ đúng rồi. Bãi biển luôn. Dạ đúng rồi. Có lý do gì mà ra Phan Thiết, tại sao không đi Vũng Tàu cho nó gần gũi? Dạ. Mà ra tới Phan Thiết dữ vậy? Tại vì hai đứa hẹn đi chơi với nhau rồi, con sẵn dịp con tính trong đầu là sẵn ra đó tỏ tình luôn. Tức là đi ra Phan Thiết chơi rồi sẵn tỏ tình luôn đúng, dạ, đúng không? Rồi. Ra Phan Thiết á là tại vì tụi con chọn một cái homestay nó rất là vắng vẻ, tức là đi theo cái dạng nghỉ dưỡng á, cái chỗ đó nó cũng không có wifi, không có gì hết. Rồi tỏ tình bên bãi biển? Dạ không, tỏ tình lúc vợ con đang ngủ. Là con không biết gì hết trơn luôn á, anh nghe bất ngờ. Ngủ riêng hay là sao? Ngủ chung phòng. Bữa đó là buổi sáng thì đi chơi, chở vợ đi chơi cả ngày luôn, đi ngang cái chợ, lúc đó là vắng lắm chú. Thì con chở vợ con địa địa xem có bán hoa hay bán gì không, thì tối mình âm mưu mình tỏ tình. Cái con địa địa thấy có một tiệm bánh kem, rồi đi chơi cả ngày, xong chiều về con cứ hối vợ về lẹ lẹ em ơi, về lẹ lẹ. Vợ con cứ hối chưa mà em chụp hình chưa xong mà cứ về sớm vậy. Chưa đã. Dạ đúng rồi, mà 6 giờ chiều rồi, tại vì ở ngoài đó thì 6 giờ chiều là đã bắt đầu sụp tối rồi chú. Biển dạ, nó sụp tối nhanh dạ, lắm. Dạ đúng rồi, sợ tiệm bánh đóng cửa. Đóng cửa. Dạ đúng rồi. Về con thấy người ta đang dọn dẹp rồi, chạy về cũng nửa tiếng đồng hồ mới về tới chỗ homestay để ở. Con chở vợ về xong cái nói thôi em vô tắm rửa ngủ đi, anh đi ra đây anh sửa xe anh mua đồ xíu. Đó. Rồi cuối cùng ra tiệm có đóng cửa không? Dạ không. Con chạy ra con chạy vào, con mua cái đặt cái lấy cái bánh kem liền. Rồi tiếp tục. Cái con kêu người ta viết chữ lên. Viết cái gì? Viết chữ con quên mất chữ. Anh yêu em. Ghi tên của con xong rồi ở dưới là ghi anh yêu em. Con quên cái chữ là tại vì con gây lộn với lại cái người bán. Trời ơi, gây cấn quá vậy. Bánh kem này em tỏ tình mà sao chị viết cái chữ xấu quá vậy? Chị viết cái tên vợ em mà em nhìn không ra luôn. Trời ơi, chị ơi, chị làm để chết em rồi. Cái xong cái người ta cũng quýu á, run run á, cái tay ta bôi. Ở trời ơi, cái đồ nó quẹt quá. Dạ đúng rồi. Lỡ tay quầy cái bánh kem. Dạ đúng rồi. Trời ơi, có đâu do gì chị viết lại giùm em rồi em đem về. Cuối cùng cái bánh kem là nó cũng có chữ. Dạ đúng rồi, nhưng mà rất là xấu. Về tới cái phòng thì là cô ấy đang ngủ rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Con gửi vào tủ lạnh ở ngoài rồi con vào tắm rửa xong rồi, con mới ra lấy bánh kem ra, cái con vào con kêu vợ con dậy. Con rất là bất ngờ luôn, tại vì mình đang ngủ say cái mình giận ổng á, tại vì ổng nói anh đi công chuyện chút mà mình không biết ổng đi đâu, cái mình giận mình kệ mình đi ngủ. Cái lúc mà ổng gọi dậy thấy cái bánh kem, đưa cái bánh kem ngay trước mặt luôn.
kiểu mình hết hồn mà mình bất ngờ, kiểu như là mắt chữ A mà mồm chữ O, anh mới tỏ tình thì anh mới nói cái câu là xin lỗi vì đã để em đợi lâu, làm bạn gái anh nhé, anh yêu em, con vui quá luôn, con đồng ý luôn. Con còn một cái món quà trong cái ba lô con chuẩn bị sẵn là một chai nước hoa nhỏ. Trong cái lúc làm việc trong công ty á thì vợ con cứ nói là thích cái chai nước hoa đó, cứ nói vu vơ vậy thôi. Con nghe được, con tìm, con mua tặng chai nước hoa mình thích luôn. Yeah. Khoảng 3 tháng thì hai đứa chính thức yêu nhau. Dạ. Trong quá trình yêu nhau thì có cái chuyện gì vui không? Dạ có một lần, cái này là kỷ niệm mà con quyết định chọn ảnh làm chồng luôn á. Có nghĩa là hôm đó ảnh chở con đi dạo chơi, đi ngang qua ngã tư Bãi Hiền, bên tay phải là nó có một cái shop thời trang, nó một con mannequin nó bận cái áo rất là dễ thương. Thì con đi ngang, con nói là cái áo này dễ thương quá à anh. Tức là mình vu vơ thôi chứ không có ý gì trơn, tính con thì vô tư. Chỉ cho anh xem, mà ảnh thì ảnh đang lái xe như vậy nè, thì anh xem vậy mà cái xe thì quẹo qua bên đây, tức là cũng không có xem được nhiều. Hơn một tháng sau là đến sinh nhật của con, ảnh tặng cho con bánh kem với là ảnh tặng cái áo đó. Mà lúc mà ảnh tặng cái áo đó là con không nhớ nữa, con cũng ngờ ngợ, con thấy ủa sao cái áo này quen quá. Thì ảnh mới kể lại là ảnh đi vào trong cái shop thời trang á, ảnh tìm cái áo đó mà bản thân ảnh cũng không hề nhớ cái mẫu áo đó nó như thế nào. Cô chú biết á là shop thời trang á là một tháng là người ta bỏ mẫu hết rồi, người ta cất hết trơn rồi. Ảnh tìm tung cái shop thời trang luôn, mà mặc dù mẫu thì không nhớ nha, bắt người nhân viên đi tìm cho bằng được cái áo đó, cuối cùng về tặng con. Là đúng thật, cái áo đó là con thích luôn á. Xúc động đúng không? Dạ đúng rồi. Ý là anh này ảnh rất là tinh tế và sâu sắc luôn, mặc dù là mình chỉ nói bâng quơ thôi nhưng mà ảnh để tâm và ảnh sẽ làm cái điều đó cho mình á, nên con quyết định là con sẽ cho anh làm chồng. Tới bây giờ ảnh vẫn như vậy luôn. Ví dụ như nằm thấy vợ lướt coi hàng hóa này kia hay là mỹ phẩm hay nước hoa này kia, son phấn của con là ảnh cũng mua luôn. Ví dụ như thấy vợ mua cây son đó, cái màu đó đúng không, thì ảnh sẽ lựa cái màu nó tương tự như vậy, ảnh tự mua, ảnh tự tặng luôn. Rồi, chúc mừng các con. Giống như Tuấn Anh dễ sợ luôn, riết mà cô không dám ước luôn. Chị cứ ngồi chị bâng quơ, chị nói là y như rằng mai hoặc mốt, chậm nhất là ngày mốt là có luôn. Thấy không, đó là những người đàn ông thiệt. Dạ đúng rồi, y chang vậy luôn. Ngày nọ đó bà Hồng Vân bà ước, trời ơi nhìn với con heo, mà con heo uổng ỉn á, dễ thương quá anh ơi. Trời ơi nhìn cái hình ủ niệm nó đi một đàn vậy đó. Một tuần lễ sau chị có nguyên một con heo rừng nhỏ đó em nuôi. Mà cái nhà của mình thì nó đâu phải có vườn tược đâu, nó là nhà ống thôi mà. Trời ơi nuôi xong con có biết không, đến khi nó lớn phải thảy nó đi chỗ khác á, mà một tháng sau chưa hết mùi thúi đó. Không dám ướt, sau vụ con heo là không dám ướt luôn á. Nãy giờ kể quá nhiều như vậy, chắc có lẽ là người đàn ông này từ khi mà trở thành chồng của mình đâu có những cái tật xấu gì đâu đúng không? Có chứ, có rất nhiều. Nhìn bề ngoài á là khôi ngô tuấn tú lịch lãm vậy, chứ thực ra lúc mà cưới nhau về có rất là nhiều tật xấu phát sinh. Ví dụ như bây giờ hiện tại có hai cái tật xấu lớn nhất mà mình cảm thấy mình quan ngại nhất luôn, là thứ nhất là ảnh xì hơi mọi lúc mọi nơi. Những người đó là những người rất tốt bụng. Dạ. Tại vì cái đường ruột cũng tốt lắm. Dạ mà xì hơi có tiếng á. Cái đó là tốt lắm á. Dạ không? Ngày nào cũng rất là nhiều, tần suất rất là nhiều. Mình thì mình ngại á, cho nên cái mình mỗi lần mình nghe tí tiếng xì hơi là mình sẽ tự động mình nín thở. Cho đến khi nào mà mình cảm giác an toàn là mình cảm thấy à chắc là không có mùi nữa thì mình sẽ thở. Nhưng mà thực chất ra là anh này ảnh xì hơi không có mùi. Nhưng mà cái đó không có xếp vào tật xấu, cái đó là trời cho cái nhuận trường đó. Dạ, ai cũng nói trời cho. Nhưng mà Duy ơi cũng phải kỹ lưỡng chút xíu. Ảnh cố tình làm dạ, như vậy mà luôn. Con tại vì vợ con thấy vợ con ghét đó, nên con cố tình. Đó, con vợ. Những lúc vợ con ngủ là con quay thẳng vô người vợ con luôn. Có người nào mà đang ngủ cái đầu cái là nghe một cái âm thanh kỳ diệu xong giật mình thức giấc không? Dạ đang ngủ thì không nghe cái đó, nhưng mà đang ngủ thì nó có cái khác. Ảnh á là ảnh ngủ anh rất là hay chảy ke ướt đẫm cái gối luôn. Xong ảnh sẽ lấy cái chỗ ướt đẫm đó ảnh để lên trên mặt mình. Ôi là mình thức giấc là như vậy. Xì hơi á là không có phải là xếp vào tật xấu, nhưng mà cái mà quay cái xì hơi đó vô người là tật xấu, là tật xấu. Cố tình cho vợ thêm cái vụ mà chảy ke nữa, mà úp cái gối vô mặt vợ nữa, thường xuyên luôn. Cái đó là chủ động rồi, cái đó gọi là tật xấu. Dạ. Nhưng mà mỗi lần vậy vui không? Dạ vui chú. Vợ mỗi lần vậy vợ chửi khoái lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Hai vợ chồng là nhây với nhau lắm chú. Vợ con mà ghét cái gì là con hay làm ngược lại lắm, rất là ghét đổ rác. Đi chơi là con chở ngang qua cái bô rác, cái chỗ mà đứng lại người ta hay đổ rác cái, hoặc là chạy ngang mà mấy cái xe rác mà ngoài đường, xe lớn của thành phố á chú, là con đứng lại con bấm điện thoại. Sao mà cái tật xấu con biến thái quá vậy? Biến thái lắm. Dạ nhà là cái nhiệm vụ của ảnh là sẽ đổ rác, thì mỗi lần mà ảnh xách cái thùng rác đi đổ rác là ảnh sẽ xách đi ngang qua người, mà ảnh xách ngay cái mặt mình vậy nè. Trời ơi ảnh đi vậy nè đó. Ở dơ vậy không? Ảnh thì cũng không có được liệt vào ở dơ đâu, ảnh cũng gọn gàng kỹ tính lắm. Có điều thì ảnh ít tắm thôi à. Một ngày tắm mấy lần? Đôi khi hai ngày tắm một lần. Mà người có hôi không? Dạ không hôi rất. Vậy thì cũng sao? Dạ như vậy mùa lạnh này chắc một 3 ngày còn tắm một lần đúng không Duy? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ tới con đó Duy, vợ con có những tật xấu gì? Vợ con thì xấu ăn lắm chú. Bình thường á nhây với con hoài,
lúc mà đói bụng hay gì đó con nhây lại thì bắt đầu là cọc với con. Xấu tính đói, mỗi lần mà tới giờ ăn mà không được ăn là tay run hết trơn đúng không? Dạ. Rồi xấu ngủ, vợ con lên thường là lên lầu trước thì con ở dưới là con dọn dẹp xong con mới lên. Thì lên là thấy nằm hết giường luôn. Mền thì quấn hết đi ngủ luôn. Tối đó, con canh vợ lạnh con quay thẳng quạt vào vợ con mà mở máy lạnh là chĩa thẳng vào vợ con luôn. Xong con lấy cái mền á, con dành con đắp cho vợ con lạnh. Biến thái. Thêm một lại thêm nhà nó xấu kiểu như là con, cái kiểu như là con trả thù quá chú. Dạ đúng, dạ, đúng rồi. Mà ngủ thì lúc nào cũng gác con đó. Mà sáng con nói thì là cãi lại nên là con hay chụp hình lại lắm, nằm lớn giường này chụp hình lấy mền này chụp hình. Nhưng mà con có đưa cho bà coi không? Dạ có. Coi rồi con cãi không? Dạ không, là lúc đó chỉ biết cười thôi. Cắm hồng luôn. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Rồi còn tật xấu gì nữa nè Duy? Ở nhà là hay mặc đồ hở hang ra ngoài tưới cây. Con nói em làm gì mặc đồ hở hang quá à, để người ta nhìn. Cái bà nói đâu có ai đâu, đâu có ai đâu, lúc nào cũng vậy. Xong cái con ra con đứng con canh, con canh mà có người đi nghe là con nói nè nè, có người nè. Giống như là mặc đồ đẹp đi chơi về lên thay đồ hở hang rồi mới ra tưới cây. Mặc cái đồ đẹp thì không chịu tưới đâu. Có vậy bữa nào quá tao mua những cái bộ đồ ở nhà cho vợ mặc cho nó kính cổng cao tường đi. Dạ không chịu chú, con đi hội chợ con chỉ mấy bộ đồ bộ đẹp quá chị đẹp cũng không chịu. Mấy đồ bộ mà giống mẹ không mặc đó. Đồ mua cho con mặc mấy cái bộ đồ tay dài quần dài. Nhưng mà con đâu mặc đồ hở hang gì đâu, con mặc đồ của ổng mà. Ở nhà con lấy đồ của ổng mặc không à. Mặc áo bà lỗ được hả? Dạ đúng á. Rồng rồng đi mua đồ cặp với nhau hai đứa mỗi đứa một cái áo, về lấy áo con mặc. Áo của mình thì cất mặc đi chơi, còn áo con lấy áo con mặc ở nhà. Là cuối cùng là đồ con cũ mà đồ của mới. Dạ đúng rồi. Tính toán quá, tính toán trong ăn bận. Rồi con tật xấu gì nữa không? Cái tật đó là thực ra là dễ thương đó. Hai đứa đều có những cái mà tật xấu biến thái á. Ủa hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa mới giận hết cái nhau kiểu đó được. Dạ. Thôi tranh thủ cứ giận hết đi. Đó, đã đi. Dạ. Để khi có em bé mình tập trung mình lo cho em bé. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Con cũng không muốn thay đổi gì lớn lao hết. Tại vì vợ con là có cái tính là làm việc nhà hay là công việc gì đó thì làm rất là chăm chỉ, siêng năng, làm nhanh lắm, cái gì cũng làm nhanh hết. Nấu cơm mà chừng có 15 phút nửa tiếng là đã xong một bữa cơm rồi, đầy đủ món luôn. Rồi bày bừa ra, bày chén rồi rất là nhiều. Con nhìn thấy con quải luôn, bể chén rồi lum lá đó chú. Làm nhanh lắm nhưng mà hay đổ vỡ. Dạ đúng rồi, con muốn vợ con kiểu cẩn thận lại. Chậm mà chắc đúng không? Dạ, đúng bây rồi. Giờ nói là em ơi chậm mà chắc, cái mong muốn đó cũng không? Dạ dạ con hiểu, dạ được. Tại vì con đi làm, vợ con ở nhà làm, ngày nào con đi làm là cũng chụp hình cho con coi. Tay thì đứt tay, chảy máu rồi đá chân thì đá vô cái đó, mạnh bạo đó. Dạ đúng rồi, cái tường nhà cô là dù có cái lối đi mà đi đá vô cái tường, thức móng chân rồi. Mạnh bạo, mạnh bạo. Nấu cơm thì đứt tay. Phải tập nhẹ nhàng xây đấm đi. Hậu đậu, hậu đậu á. Hậu đậu. Nhưng mà làm rất là giỏi, là nấu ăn rất là ngon. Rồi cố gắng. Dạ. Con mong muốn Lê Di thay đổi điều gì? Dạ thực ra là cái điều con mong muốn nó cũng nhỏ nhỏ xíu thôi là buổi tối á, lúc mà hai vợ chồng chuẩn bị ngủ á, thì con thường hay ngủ trước. Ảnh thì ảnh hay ngủ trễ, thì những cái lúc mà ảnh chưa ngủ ảnh xem điện thoại, ảnh coi livestream hay là ảnh coi đá banh hay là phim thì kia, ảnh mở nhỏ volume xíu, ảnh mở rất là lớn. Ví dụ như coi đá banh á, nhiều khi đêm á đá banh 2-3 giờ mà vô cái ảnh mừng quá, ảnh vô cái bắt đầu cái mình giật bắn người lên đó. Là mong muốn ảnh thay đổi cái đó thôi. Nếu mà con đồng ý thì mốt coi đá banh đồ đó kêu Duy ra phòng khách coi nằm kế vợ coi vậy á cô. Thì đó thì bây giờ là phải có nghĩa là muốn cái này thì phải hy sinh cái kia. Dạ đúng rồi. Phải thỏa thuận với nhau. Dạ đúng rồi. Thỏa thuận đó. Chứ vừa muốn nằm cái vợ mà vừa muốn hả có tay. Sớm muộn gì con cũng phải làm điều đó thôi. Con biết tại sao mai mốt mà có em bé đó thì làm sao mà con có thể tồn tại được ở trong cái phòng đó. Đúng không? Con mà vô một cái ra là nó thích đó, là khóc. Nó con khỏi coi luôn. Nó khóc là trời đó cô ơi, con nít mà nó thói quen khóc đêm là chết luôn. Nghe. Dạ. Mỗi người sẽ có thể thay đổi để cho người kia sẽ hài lòng nha. Dạ. Rồi cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Dạ. Okay. Dạ con là Bảo. Thì con năm nay con năm 94, quê con là ở Phan Thiết nhưng mà con lập nghiệp ở Sài Gòn cũng 8 năm rồi. Thì bây giờ thì đang có một cái công ty riêng về truyền thông. Thế mà em. Dạ con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân, con tên là Ngân. Hiện tại là con đang phụ chồng quản lý phim trường à. Phim trường con là bên Storm Home à, ở quận 12 và quận 2. Hai vợ chồng Bảo, lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu nè? Con là lúc đó là mới vô nghề thôi à, lúc đó là đang làm diễn viên, gọi là diễn viên quần chúng ít cha. Đang quay thì bà này nè, vợ con thì bà đang thiếu một cái vai thầy đồ. Mới thấy con đứng nó kêu vô dụ. Kêu à bạn ơi bây giờ mình vô vai thầy đồ đi, mình được lên hình thấy cận mặt. Thì lúc đó mình ít cha mà mình nghe cận mặt mình khoái lắm. Ồ lúc đó là vợ làm vai trò. Dạ chị? Làm bên trợ lý. À trợ lý đạo diễn. Dạ trợ lý đạo diễn. Đó rồi nghe khoái lực lên hình cái khoái. Ai nhẹ ra có thấy lên hình lên mặt đâu bị ngồi ngoài nắng làm bách rau. Dạ bị dụ luôn. Gặp vợ là con đã bị dụ. Dạ. Rồi sau đó cái bà thấy mình ngồi ngoài nắng quá thấy tội lỗi tới chê cái dù. Nguyên một nhóm ngồi luôn mà không chê ai chê mình con thôi. Đó. Chắc là để ý em rồi. Khổ nổi là trong một cái dàn ex cha con toàn người già không à. Có mình anh này là trẻ thôi.
Nên là thôi con phải dụ để vô vai đó, không là chị sếp con la chết luôn á. Nhưng mà lúc con chơi dù là con suy nghĩ gì trong đầu mà con rang chơi dù cho bạn? Con suy nghĩ là chết rồi, giờ là không lên mặt rồi, thôi kệ che để sau này lỡ con ăn nói được. Rồi nè, khi nào thì bắt đầu mới có cảm tình với nhau? Dạ thì cũng nói chuyện với nhau rồi xong xin số. Cũng kêu à bạn ơi hình đợt này không có lên hình đâu, thôi cái gì đợt sau cái gì là mình gọi mình đền bù cho. Với lại cái lúc mà con làm thầy đồ thì cũng có chụp hình cho con. Chuyện qua chuyện lại thì hai người nói chuyện về công việc rồi về học hành rồi bạn bè sao thấy hợp với nhau á, rồi hai vợ chồng con tìm hiểu với nhau luôn. Quen nào cũng biết. Dạ quen, thích hồi nào cũng hay. Con là như đâu chỉ là thấy là giống như là người bạn thôi, mà tính anh này rất là cảm thấy rất là tốt, thẳng tính. Một ngày nhắn chắc một tin thôi. Đó. À, mỗi người nhắn xong rồi để 1-2 tiếng sau mới trả lời, không có nhắn liên tục. Đó. Nhưng mà một hôm thì cũng kể tâm sự là cái show đó bị lỗ. Cái show mà con quay thầy đồ á thì bị lỗ. Lương cộ thì kia cũng bị chậm á, thì con nghĩ ai cũng buồn thôi, đi ăn rồi xong đi xem phim. Cái hôm đó con bị bão nên con bị dời show luôn, rồi nhà dưới quê thì có công việc. Thì kêu muốn đi du lịch chơi không? Đi về quê bỏ chơi. Về quê bỏ Phan Thiết. Bà này bỏ mê trai, bỏ nghe nói về Phan Thiết mới bắt đầu luôn. Mê trai vừa mê biển hả? Dạ. Nghe Phan Thiết là ai muốn đi luôn á. Phan Thiết, Nha Trang, Vũng Tàu. Dạ, kêu dưới biển mấy nó đẹp. Mấy cái nơi đó là dễ dụ lắm á. Mà có điều cái nhà con là có một phòng ngủ à. Thì ba mẹ ở trong phòng ngủ rồi thì hai đứa ngủ ở ngoài phòng khách. Lúc đó hai đứa ngủ xa lắm, nằm cách nhau cũng mét á ha. Hơn mét á, thì con trai gái nằm đâu dám nằm gần đâu, sợ mà ai nhà nhà có con chó. Hôm đó nó sủa gâu gâu gục, nó hú nữa cô, nó hú nữa phải sợ phải làm xét gâu rồi xong xét rồi cô rồi đó rồi nằm xét với nhau thì kiểu như là mình có cái mình đụng điện nó giật á chú, điện nó giật á, cái xong mình lăn của mình ôm nằm im luôn, nằm im cho ôm luôn. Đấy là chắc là mới thấy có cảm tình với nhau. Dạ. Dạ. Là thấy là đây rất là vòng tay ấm áp, khi mà tró tru lên thì có người che. Là rất tài luôn. Chắc là có cảm tình trước rồi nhưng mà chưa có cơ hội đi rồi. Dạ. Dám vô. Không có cảm tình làm sao mà về. Đúng rồi. Có rồi. Không đứa nào ngủ được đâu đúng không? Dạ. Nó không ngủ được đâu mà giả bộ, giả bộ lắm chú ơi, ngái. Giả bộ ngái nữa. Giả bộ ngái luôn hả bà? Không biết. Hôm qua mấy ngày sau lại còn rủ đi biển. Chưa lần đầu ra biển đẹp quá, lại công việc em cũng lúc đó cũng chưa anh em đâu, Ngân với Bảo không à. Cứ công việc Ngân stress nhiều quá, nó cũng không được đi du lịch. Đợt này cũng có Bảo đi du lịch chơi rồi đứng giơ tay rồi ngắm rồi nè, thấy đi tennis đó, tàu tennis đó. Rồi thôi. Rồi đó. Rồi. Em là rồi. Dạ rồi hôn luôn. Nhưng mà hôn lúc đó cũng không dám hôn tại lần đầu tiên mà cũng sợ đâu dám hôn đám đuối đâu, hôn kê môi hôn một cái rồi xong rồi hai đứa nói chuyện hồi rồi có tình cảm rồi từ nó xét đánh. Đó dạ. Rồi sau đó là đi về Sài Gòn. Dạ. Được, tụi con chơi đó được mấy ngày? Dạ, cũng được một tuần á. Dạ cũng được một tuần. Dạ. Thôi tuần là mặn mòi lắm rồi. Tuần là đủ rồi. Gió rồi này kia nọ là đủ mặn mòi lắm. Dạ. Rồi về Sài Gòn sao, cuộc sống bắt đầu thay đổi không? Dạ có, về Sài Gòn là tụi con bắt đầu thấy nhung nhớ rồi. Là xa là thấy nhớ rồi nên thôi để con dụ ảnh qua nhà ở chung luôn. Còn qua ở chung luôn. Dạ. 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 Ủa nhưng mà là Bảo là ở nhà thuê. Dạ rồi còn nhà thuê. Em là có nhà thuê không? Dạ không. Dạ con ở thành phố đây luôn. À. Nhưng mà ở chung với ba mẹ hay sao? Dạ ở chung ba mẹ luôn. Nhưng mà sao dụ không được? Hốt về ở chung luôn, ba mẹ đồng ý không? Dạ không, lúc đó là lén. À. Lén luôn là có mình mẹ biết thôi. Mẹ lúc đó mẹ vợ rất là thương Bảo. Bảo luôn. Cái lén cứ tối là chạy xe máy qua. Đó đến 4 giờ sáng á là ba chuẩn bị dậy á là hai đứa xách xe đi tập thể dục. Đợi ba về đi ngủ tiếp. Vậy đó hả? Dạ, tại lúc đó ba không có biết. Thì chỉ có mẹ biết thôi. Lén thì được bao lâu chứ cho mẹ? Dạ lén cũng được cỡ tháng á. Cỡ tháng thì nói chung ba đâu phải là ba không biết đâu, ba biết nhưng mà ba hiền, ba không có nói. Thì ba thấy cũng một tháng trời ơi sao thằng này ở nhà tao hoài vậy. Rồi ba mới kêu bây giờ ba xuống nói chuyện với hai đứa.
Bây giờ là ba nói với lại hai đứa là bây giờ thằng Bảo có muốn là lấy Ngân làm vợ hay không. Bởi vì Ngân cũng là con gái mà tự nhiên ở đâu một thằng trai nó vô nó ở. Nó ở rồi hàng xóm người ta nói này nói kia sao. Kêu dạ thì con cũng nghĩ Ngân sẽ là vợ con. Con cũng muốn Ngân là vợ con. Thì ba kêu ừ nếu mà nói như vậy thì ok con cứ ở đây. Coi như là con ở rể trước khi cưới. Nhưng mà phải có một cái ngày là ba mẹ con vô đây nói chuyện với lại dạ phải làm đám hỏi cho con gái của bác còn có này có kia tự nhiên ở đâu con trai rồi nó ngủ rồi xong rồi vài bữa con quất ngồi chia phong rồi sao dạ 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 ba dễ thương lắm rồi dạ đó rồi xong rồi con nói chuyện lại ba mẹ con lúc Ngân về cũng quý lắm tại ngày đầu gặp là không phải như mấy những người con gái mà cứ như say sưa bả không có son phấn gì hết trơn á, lo làm quanh năm luôn thì con cũng là cái gu con cũng muốn một người vợ là cũng lo cho gia đình như vậy. Sau đó dạ. Thì bao lâu thì mà gia đình em mới lên? Dạ cũng cỡ nửa tháng hay một tháng gì đó ha. Rồi quyết định bao lâu cưới? Dạ thì quyết định là coi đám cưới á, coi lịch á là cuối tháng 12 rồi ba mẹ lên đám hỏi hai vợ chồng thì lúc đó cũng lỡ cái em bé trước. Xả láng luôn. Dạ, nghe có đám hỏi rồi cái xả láng luôn, ai nghe nó xả thiệt. Dạ rồi xong. Cưới sớm không con? Dạ có cưới sớm luôn. Cưới liền. Dạ phải cưới liền vào tháng 8. Dạ. Áo tôi vô nó chập. Dạ. Rồi cuối cùng cái coi lịch từ tháng 12 cưới và cuối cùng vào tháng 8 là cưới. Tháng 8 cưới luôn. Dạ tháng 8 cưới luôn. Trời ơi. Hai vợ chồng. Hai đứa nó có cái chuyện tình cảm dễ thương quá. Đúng rồi. Vậy là con được mấy đứa con rồi? Dạ hai đứa. Hai đứa rồi. Dạ. Dạ. Bắt đầu. Dạ cưới một năm một đứa. Dạ hai năm 2017 là gặp nhau, 2018 là cưới, 2019 là đứa đầu, 2020 là đứa sau. Trời vậy đó hả? Trời, từng năm từng năm. Từ lúc nào thì hai đứa bắt đầu chuyển qua cái việc mà mình kinh doanh cái phim trường rồi này kia? Dạ cách đây cũng một năm là hai vợ chồng con có dự định là làm rồi. Không cách đây cũng hơn năm là năm rưỡi á, hai chồng có dự định làm rồi. Trong lúc đó hai chồng con còn từ trợ lý. Con làm cũng nhiều mảng lắm, cách tin rồi xong kiếm bối cảnh rồi con làm nói chung là hai vợ chồng con làm nhiều mảng với nhau rồi nghĩ cũng chạy bối cảnh này kia đang thấy mình thiếu những cái phim trường kiểu như biệt thự này kia thì hai vợ chồng cứ thôi cố gắng làm kiếm tiền để dành rồi mình làm một cái gì đó để mình đang thiếu về cái mảng của ngành mình sẵn mình cũng chuyên á dạ đó rồi con mở cách đây cũng hồi đầu tháng 4 được cái của mình luôn dạ con thuê lại thôi à. Tại villa cũng mấy chục tỷ một căn nên không đâu có tiền quá. Dạ đó dạ rồi được cái thứ nhất thứ hai rồi bây giờ con có cái thứ ba rồi. Dạ quá tốt quá hay ho luôn. Dạ coi như là sau khi cưới rồi về ở chung với nhau thì bây giờ đến cái đại hội vạch mặt kể về tật xấu của cái đối phương. Cô ấy có tật xấu gì không Bảo? Dạ vợ con hả cầm ràm thôi thì phụ nữ mà cầm ràm với lại kiểu như là mỗi lần mà đi đâu á lâu lắm đằng sàng làm gì con cũng không biết nữa chờ hoài cứ làm việc vặt rồi soạn này rồi cái hồi mà ở không thì lo bấm điện thoại để chết công việc rồi cái hồi chuẩn bị đi thì đem đi thấy đồ này bừa bộn thì dọn cùng làm bị trễ giờ hoài luôn kiểu như là mặc đồ cũng kiểu như không có hơi xe xua á đôi khi cái con đi với lại những người khách hàng này kia bảo có mặc đồ ta nhìn ghê lắm kìa cũng xử rồi hồi cái hồi rồi đó quan trọng dạ không quan trọng hình thức á dạ phải là người phụ nữ của gia đình không dạ ăn rồi dọn dẹp này nọ dạ không nói chung là nấu ăn cũng ngon lắm mà không bao giờ nấu không thích nào hứng lên mới nấu đa phần là con nấu không à dạ rồi dọn dẹp thì cũng dọn kiểu như cũng gọn gàng nhưng mà không phải là lúc nào cũng dọn thì có cũng nóng tính không dạ có hai chồng cũng người nào cũng nóng hết nhưng không, mà không, cô dạ, ấy có nóng tính dạ có cũng nóng tính luôn cũng quạo lên là la làng nhưng mà cũng hết hồi thôi vậy cứ cũng không có nó có đập đồ đập đạc không dạ không đập đồ thôi cũng được dạ bây giờ nóng mà phải la thôi chứ ém vô dạ. Thì chết bể ruột non mà chết dạ. Rồi giờ mấy em trời sao Bảo có thật xấu không tật xấu lớn thì không có chú nhưng mà tật xấu nhỏ thì đầy ra luôn ví dụ như là vấn đề ăn uống đi cái món mà chồng con thích á mà thí dụ đang thích lắm nha mà về á mà thấy người ta ăn hết á là coi như là thôi nhịn ăn luôn không thèm ăn giận không á giận nhịn ăn luôn. Dạ đúng rồi giận luôn hoặc là món đang ngon đi mà lỡ tay mà người khác mà lỡ ăn miếng trong cái dĩa đó không thèm ăn dĩa đó luôn người nào ăn ở nhà ở với ai
Ở nhà ở chung với ai? Có đó. Chung ba mẹ không? Dạ có mẹ, mẹ vợ, mẹ chồng, ba chồng mẹ vợ. Với lại có con gì, ba chồng mẹ không, vợ ba vợ, à, ba vợ, ba vợ, ba vợ mẹ vợ là mẹ, là... mẹ chồng, mẹ chồng. Dạ. Dạ tại có kêu bà nội lên để chăm em bé phụ á cô chứ. Dạ mà sao có hút thuốc gì, uống rượu uống bia vậy không? Dạ không, chỉ lâu lâu là căng thẳng quá hút thuốc thôi, nhưng mà hút thuốc là bị con dập liền luôn tại con không thích. Dạ hồi hồi đó là có hút nhưng mà sau cái quen mà này thì bị dị ứng khói thuốc á nên con bỏ. Dạ. Nhưng mà đợt vừa rồi cái làm cũng nhiều việc á, tự nhiên thức khuya thì mình cầm một hai điếu mình hút, hút cái bả chửi thôi cũng không bỏ luôn. Bỏ luôn, không mà bỏ thuốc. Dạ. Con ơi hút thuốc. Dạ đúng. Dạ. Ngân á thì là mỗi lần mà trước khi đi ra khỏi nhà thì hay có như là làm lụng những cái công việc. Dạ. Dạ. Thế thì anh ấy thì sao? Trong công việc, trong tất cả mọi thứ thì có nhanh nhẹn không? Dạ, vợ chồng con thì công việc thì rất là nhanh nhẹn luôn. Ừ. Nhưng mà nhiều lúc bị hấp tấp á chú Thuận. Ừ. Bị hấp tấp có nghĩa là quyết định nóng vội á. Là dạ đúng rồi. Dạ, quyết định nóng vội đôi khi công việc cũng bị lừa mấy lần rồi. Giống như làm việc mình kinh doanh, con cũng kinh doanh riêng á, làm giày á. Thì cũng kiểu như là mình làm ăn mình tin tưởng á, cũng không có hợp đồng gì hết trơn á. Rồi bây giờ hai đứa con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ con chỉ muốn vợ con là nói chung là cầm ràm thì vui nhà vui cửa thì cũng không cần thay đổi cầm ràm đâu. Thì cần thay đổi là cái cách kiểu như ray ra đường mình chỉnh chu tí, mình biết lo cho bản thân, xe xu tí thôi chứ cũng không cần phải xe xu như son môi đánh phấn mắt cúp đậm hay này kia đó. Con chỉ cần cho mình nhìn mình sang sang tí. Cái đó đúng, okay. Cái mong muốn nó là được đó. Là, dạ, là đó, như vậy đó thôi. Còn tính tình vợ con thì ai cũng có tính xấu mà. Nói chung có tính xấu thì nó vui nhà vui cửa thôi. Vậy luôn á. Con thì thấy chồng vậy là được rồi. Đừng có thay đổi thì... Nếu thay đổi đâu phải là chồng con nữa. Hay quá. Nhưng mà vậy nè, cái thực ra mà nói, cái mà chồng con nói con kiểu như là xe xua lên một chút theo cô là ok đó. Dạ. Tại vì con biết sao, con có một khuôn mặt rất là xinh xắn. Dạ. Đúng không? Xinh xắn. Dạ. Thì nếu khi mà mình biết sửa soạn, mình sẽ xinh hơn, mình sẽ đẹp hơn. Dạ. Thì như vậy đầu tiên nó có lợi cho mình trước. Quần áo mình không cần là quần là áo lụa. Dạ. Nhưng mà nó tôn cái vóc dáng của mình lên thôi. Dạ. Tự nhiên mình nhìn rất là nền nã nhưng mà rất là gợi cảm. Dạ. Đó, ý cô là gì đó, hiểu không? Dạ. Đó thì chồng con dạ sẽ có một cái điều gì con biết không, sẽ hãnh diện. Đúng sẽ rồi. Hãnh diện là dạ. Tức là đi thấy người này người nọ dòm ha, thấy bé này người này dòm là mình hãnh diện. Mình đàn ông mà đúng không chú? Mình bố, dạ mình vợ mình. Bố dạ ai mà đi khen vợ chú đẹp chú khoái lắm luôn. Dạ đúng rồi. Con à vậy. Thôi thôi hy vọng là con đó sẽ có một sự thay đổi dạ nhé. Để dạ thay đổi để mà con đã đẹp rồi. Nếu như con thay đổi hơn chút nữa thì con sẽ đẹp hơn. Dạ. Rồi cảm ơn hai con. Dạ cảm ơn cô chú.